Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, cho mình gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người đang xem video và đã xem video của mình. Hôm nay mình lên với mọi người một em bình Cutani cổ ngày xưa. Bình này thì họa tiết khá là đẹp luôn mọi người. Mình quay cho mọi người xem nhé. Đây là một em bình cổ ngày xưa, họa tiết gần kín bình luôn mọi người nhá. Mình nhấc lên mình quay cho mọi người xem này. Đây, mọi người xem kia, vẽ phong cảnh có chùa ở đứng chùa dưới bóng cây tùng, đồi núi sông biển non nước quá là tuyệt vời luôn. Đây phải nói là một siêu phẩm luôn mọi người. Người nào mà ai mà đang chơi bình thì mà gặp được một em bình như này thì cũng không nên bỏ qua nó mọi người. Phải nói là một bình này mà để mà kiếm được một em bình như này thì thực sự là quá khó luôn mọi người. Nặng quá mọi người. Bình này thì cũng khá nặng cân. Men dạn nhé mọi người nhá. Đây mình quay cho mọi người xem. Quay này nó khó mọi người ạ. Đợi mình một chút, mình sẽ cho nó lên cái này để mình quay. Đây, em quay kỹ họa tiết để anh quay cho mọi người xem. Đây mọi người xem kỹ họa tiết nhé. Họa kia họa tiết toàn bộ vẽ nổi khối lên. Cái bình hình này thì bình là bình Cutani cổ. Cutani xưa chứ không phải cổ mọi người nhé. Bình này là bình Cutani đời đầu tiên luôn. Triện xanh. Triện nền màu xanh, chữ màu đen. Kích thước thì tương đối là chuẩn. Bình này là quá là đẹp luôn. Mọi người xem cái họa tiết của nghệ nhân nó vẽ phải nói là đẹp không mọi người? Quá là đẹp luôn. Đây trong này cũng có người nữa. Em quay cái mặt này cho mọi người xem. Quá là tuyệt vời. Chiều cao của em bình này xem bao nhiêu? Chiều cao của em bình này vào khoảng 31 mọi người nhé. Chiều cao 31. Miệng của em bình này là 17. Miệng 17. Xem bụng của nó bao nhiêu. Bụng 100 mọi người nhá. Vòng bụng 100 cái bình khá là to luôn, bụng khá là to luôn, men dạn. Đây mình đây. Bên trong sạch tưng luôn mọi người. Khá là tuyệt vời luôn. Đây họa tiết trên này, đây cũng có họa tiết vẽ vàng luôn mọi người nhá. Những cái điểm mây bay này là toàn bộ vàng hết. Đây, mình cho mọi người xem triện. Đây, triện cổ ngày xưa luôn, triện xưa. Quá là tuyệt vời luôn. Đây, mọi người xem sát cái triện lại. Mình nghiêng nghiêng này cho nó ánh điện nó sáng mà mọi người dễ xem. Quay có rõ không em? Men xanh này mọi người. Xanh ngọc. Đây có phải xanh ngọc không phải không mọi người? Mình không biết có phải men xanh ngọc không. Nếu mà có nhỡ nói phải men xanh men ngọc thì không phải thì mọi người thông cảm nhá. Nhưng mình nghĩ đây không phải là men ngọc đâu mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt đây, mình quay thật chậm lại cho mọi người xem chi tiết của chiếc bình này một chút nữa. Em có quay được tất cả cái khung hình này không? Đây, mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Mọi người xem kỹ lại cái bình này nhé. Mọi người xem kỹ cái bình này. Mà mọi người ai mà muốn mua cái bình này về để chơi chuẩn bị Tết rồi. Chơi đón Tết mọi người vào cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của các nghệ nhân Nhật Bản về gốm sứ Nhật Bản xem nó như nào. Thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo của mình là số điện thoại là 0962 949 668. Mọi người nếu mà vào cái số đấy thì mọi người mà gọi điện cho mình ấy, thì không thể gặp được mình mà chỉ gặp được gia đình mình, bố mẹ mình ở Việt Nam thôi. Còn hiện tại mình vẫn đang sống ở bên Nhật nên là mình chỉ có dùng cái Zalo của số điện thoại đấy thôi. Thì mọi người ai có Zalo hay là Facebook, Viber
like thì mọi người cứ vào phần mô tả video, mọi người hãy kết bạn với mình và liên lạc với mình qua phần cho qua thông tin mình để ở phần mô tả mọi người nhé. Hơi rung một tí. Đây mọi người xem này. Khung cảnh này nó đẹp không? Phải nói là quá tuyệt vời luôn mọi người. Này vẽ vàng này. Một siêu phẩm luôn mọi người. Thôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Mình xin phép mình kết thúc video đây đây mọi người ạ. Mọi người ai muốn mua bình này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người ạ. Liên hệ với mình qua Zalo số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video và đã mua ủng hộ gốm của mình nhé mọi người nhé. Thôi mình xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.